chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Lít 105 độ vàng áo hồng nam tính với cái bánh cầm đầy phong cách. Nguyên bản của chiếc Lít 105 thu hút được rất nhiều sự chú ý từ những bạn trẻ, nay càng trở nên nổi bật hơn sau khi qua một bàn tay dân chơi xe lâu năm đã đổ lên ống xả, chèn chân và giảm nếp sau, khoác cho mình một bộ cánh hồng đen đầy cứng cáp và nam tính, cụ xéo xì xì nhuộm cái màu vàng làm cái điểm nhấn cho tổng thể xe. Nhìn xuống chèn chân trước thấy được góc ảnh chi dọc S kết hợp cùng chú heo dầu Rambo logo lớn 2 bit đối xứng, đĩa cover 245mm đi cùng với thắt lòng CC. Chưa hết đầu, bản độ còn được trang bị thêm cái bộ Gran Turismo to lớn hầm hổ phát ra thứ âm thanh tê tái liệt vào những cái lỗ bộ yêu thích cho những biker đam mê độ chế. Ford Colin bị dầu rời, một dòng sản phẩm xuất xứ đến từ Điển. Tuy nhiên các sản phẩm giảm sóc phân có nhỏ chỉ được sản xuất ở Thái Lan là chính. Chèn chân không còn dùng cái mâm hợp kim như nguyên bản mà thay vào đó là bộ nền nhôm AK giúp cho xe giảm đi cái trọng lượng đáng kể. Quay 100 bi độ chẽn đơn mang vẻ đẹp quyến rũ trên nước Thái. Góp vui cùng anh em đam mê độ chế, cái chiếc quay 100 bi là một dòng xe trở nên rất hot ở nước bạn. Còn ở Việt Nam thì cái chiếc này còn được dân chơi gọi là phu chờ 100 nhưng không được ưa chuộng là mấy và ít người độ chế nên không có xu hướng. Còn ở nước bạn thì rất nhiều bản độ và cái chiếc quay độ bên dưới đây một dẫn chứng cụ thể. Mang vẻ đẹp giản đơn với cái tông màu bạc, chủ xe trao chuốt ở dàn chừng khi trang bị những món đồ chơi kiển. Để biết thêm chi tiết chúng ta cùng xem qua. Góc nhìn với cụm thắng Rambo đi kèm bình dầu rời cực kỳ tinh tế. Dòng tay này còn được tích hợp chống gãy. Chịu lực trung tâm Skull giúp cho xe ổn định lái chậm độ cao. Còn nếu đi kiển thì nó là món đồ chơi cũng khá thú vị. Tổng thể phần đầu mang vẻ đẹp giản đơn, hút hồn cho người xem qua chó đèn nguyên bản. Dàn chân mỏng manh hướng tới của nước bạn giúp cho xe bứt tốc nhanh hơn do có trọng lượng được giảm đi đáng kể. Hệ thống phanh được nâng cấp với heo Rambo logo nhỏ đi kèm dầu S. Giảm nút sau sâu qua bình dầu độ nhúng êm ái hơn cũng như tăng thêm độ cứng cáp cho xe. Đa số những dòng xe đi kiển này đều có xu hướng chơi cái phục bình dầu. Góc ảnh chủ xe cùng con chiến mã lung linh của mình trên bãi đất Thái. Cảm ơn bạn đã theo dõi kế tiếp, nhớ like, subscribe.